Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Nếu năm 2017, thiếu nữ Đỗ Đứ Đừ với mối tình đẹp đẽ thơ ngây giữa Giang Thần và Tiểu Hy trong Gửi Tới Thanh Xuân ngây thơ tươi đẹp, hay trong năm 2019, khán giả không thể thoát khỏi vẻ đẹp học bá của nam thần Cố Vị Dịch cùng với nữ sinh Tư Đồ Mạt trong Gửi Tới Thanh Xuân ấm áp của chúng ta, thì sang tới năm 2020, chúng ta sẽ tiếp tục đắm chìm trong series phim Gửi Tới Thanh Xuân đã làm nên tên tuổi của tác giả Triệu Kiền Kiền và bộ phim mới với tựa đề Gửi Tới Thanh Xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta. Cung Tuấn vai Triệu Phiếm Chu, Lưu Nhân Ngữ vai Chu Tiểu, Lý Ca Dương vai Á Tư, Hoàn Nhan Lạc Nhung vai Tạ Giật Tinh, An Vịnh Sướng vai Chu Lộ, Cao Thu Tử vai Giao Linh. Gửi Tới Thanh Xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta là một bộ phim thanh xuân vườn trường ngọt ngào chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Kiền Kiền. Gửi Tới Thanh Xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta là câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Triệu Phiếm Chu, một nam thần khoa pháp y của Đại học Nam Đại, hội tụ đủ mọi phẩm chất của một đại thần, vừa cao vừa đẹp trai lại pha chút lạnh lùng, thêm nữa bối cảnh gia đình lại có điều kiện. Và cô nàng Chu Tiểu đam mê tiểu thuyết trinh thám với tạo hình mái tóc ngắn quen thuộc chỉ dành cho nữ chính thanh xuân, đảm bảo đánh gục từ nam chính tới nam phụ. Bộ phim xoay quanh cuộc sống đại học của Chu Tiểu, Triệu Phiếm Chu và những người bạn của hai người, chuyện tình cứ thế ngọt ngào nếu không có biến cố lớn xuất hiện. Triệu Phiếm Chu đột ngột nói chia tay rồi ngang nhiên nắm tay cô nàng hàng xóm Y Thuần sang nước ngoài, để lại Chu Tiểu thẫn thờ tại sân bay. Đột nhiên đi rồi đột nhiên đến, Triệu Phiếm Chu sau vài tháng ở nước ngoài đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tiểu, nói rằng chúng ta chưa chia tay. Triệu Phiếm Chu giải thích với Chu Tiểu rằng lý do ra nước ngoài của anh là để chăm sóc bà bị bệnh và nhân tiện làm luôn cái lễ đính hôn với cô nàng hàng xóm, vì đó là tâm nguyện của bà anh. Hiện giờ bà cũng đã qua đời, anh cũng đã giải trừ hôn ước, anh về đây là vì vẫn yêu em. Liệu đây có thực sự là lý do của Triệu Phiếm Chu hay không? Mời mọi người đón xem Gửi Tới Thanh Xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta. Gửi Tới Thanh Xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta do Cung Tuấn và Nhân Ngữ diễn chính, khai máy vào năm 2019 tại Hạ Môn. Phim dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2020 trên Tencent Video. Khi phim có lịch chiếu chính thức, kênh của May sẽ update ngay dưới phần mô tả của video này. Bạn đang xem video tại kênh của May, bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.